Hay là cả nhà ha, tiếp tục lại một đầu tháng 8 rồi thì hôm nay Lucy review cho mọi người về giá xe của dòng xe AB 125 phân khối ha. Hôm nay thì ưu tiên về những màu Xông 3D cho mọi người ha, vì được nhận rất nhiều câu hỏi anh chị em luôn, và Lucy cảm thấy là đối với mẫu Xông 3D bây giờ đang rất là chuẩn cả nhà. Thì hiện tại bên Lucy đang có hỗ trợ khách hàng này, mua xe là giảm ngay 2 triệu đồng, hỗ trợ 2 triệu á khi tiền xăng xe đi lại này, ngoài 2 triệu ra còn hỗ trợ một combo và tặng trị giá 3 triệu đồng. Áp dụng khi mua xe có liên hệ qua số điện thoại hoặc là Zalo em Lý ha, là 0346 552 628 nha. Cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo, nó sẽ để điện thoại Zalo dưới màn hình cho cả nhà nha. Đó, còn về màu cho cả nhà con trước ha. Thì nay sơn lên này cũng có một là 4 màu này, là màu xanh xi măng này, màu xám xi măng, màu xanh lục và màu trắng ha. Đó là 4 màu zin, 4 màu Xông 3D của phiên bản AB 125. Màu zin thì bên Luyến có 3 màu ha, là màu đỏ bóng này, màu xanh bóng và màu đen nhám ha, là 3 màu zin của AB 125. Hiện tại thì với mức giá một em xe AB 125 màu zin chỉ có mức giá là 40 triệu 900 thôi. Màu Xông 3D thì mọi người chỉ cần cộng thêm cho Luyến duy nhất là 2 triệu thôi ha. 40 triệu 900 mà mua xe có liên hệ trước cho Luyến là được giảm giá 2 triệu đồng ha, còn có 38 triệu 900 thôi. Đối với mẫu xe màu sơn thì được bảo hành chính hãng màu sơn, cũng như bảo hành chính hãng tại các hãng Honda toàn quốc tại nhà luôn ha. Ngoài ra thì bên Luyến hỗ trợ trả góp mà chỉ cần trả trước cho bên Luyến duy nhất là 5 triệu đồng thôi, cầm duy nhất 5 triệu đồng và căn cước công dân thôi là mua xe rồi ha. Bây giờ thấy không, như mấy em xe này thì trên xe nó có lên ba ga này, một vài em xe có lên phần thảm để chân này, và một vài món phụ kiện cơ bản của xe nữa thì bên Luyến hiện tại có hỗ trợ này. Áp dụng khi có liên hệ trước cho Luyến ha, cái giá này cũng áp dụng có liên hệ cho Luyến ha, là hỗ trợ là giảm giá từ 30 đến 80% tùy món ha. Những món nào mọi nhà mà thích rồi thì có liên hệ trực tiếp qua Zalo, Luyến hỗ trợ báo giá này, hỗ trợ tư vấn miễn phí cũng như là hỗ trợ 2 triệu đồng xe lại ha. Chỉ cần duy nhất 5 triệu đồng thôi và căn cước công dân trên 18 tuổi không nợ xấu trả trễ là bao đổi cho cả nhà luôn ha. Liên hệ nhanh vào hotline của Luyến là 0346 552 628 để tiếp nhé.